Rồi, Hiếu xin chào mọi người. Thì ở video này thì Hiếu sẽ chia sẻ cho mọi người, đó là khi chúng ta mang 100 triệu đó, chúng ta 100 triệu và chúng ta gửi ngân hàng trong một tháng thì cái lãi suất á, mà mình nhận được là bao nhiêu đó. Nếu mọi người thấy cái video này hữu ích á, thì mọi người hãy ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Rồi, bây giờ mình bắt đầu đi vào cái video. Thì số là vậy, cũng ngẫu nhiên thôi. Hôm qua thì mình đi vào mình trả tiền ngân hàng đó mọi người, thì mình thấy cái phiếu lãi suất đó nên mình mới nảy ra cái ý tưởng để mình chia sẻ cho mọi người. Rồi, bắt đầu. Thì theo cái giấy ghi đó, thì cái thông báo mới nhất của ngân hàng đó mọi người đó, thì do mình ghé ngân hàng Vietinbank đó. Vietinbank thì nó có vốn của nhà nước và do ngân hàng của nhà nước á, thì họ quy định rất là rõ ràng đó. Ở Vietinbank, Agribank rồi đó, thì cái lãi suất nó như nhau. Và khi mà gửi mà một tháng đó mọi người, thì cái mức lãi suất nó là 3,1% 3,1% trên năm, tức là mình sẽ được 3,1% và mình chia cho 12 đó, chia cho 12 thì chúng ta sẽ ra được cái lãi suất 3,1% lãi suất của một tháng đó. Bà con thử lấy cái máy tính và bấm ra, nếu mình nhớ không lầm á, thì chúng ta sẽ được là 258.000 một tháng nếu mà chúng ta gửi 100 triệu nha mọi người. Rồi, đó là gửi một tháng. Còn đối với kỳ hạn 2 tháng thì nó cũng chỉ là 3,1% thôi đó. Và nếu mà chúng ta gửi 2 tháng á, như vậy thì chúng ta hãy gửi một tháng thôi, để khi mà mình cần thì mình có thể rút ra dễ dàng. Rồi, còn nếu mà muốn lãi suất nó cao hơn đó mọi người, thì chúng ta sẽ gửi cái kỳ hạn là 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng đó. Thì kỳ hạn 3 tháng á, thì cái mức lãi suất nó sẽ là 3,4% trên năm đó. Và cái kỳ hạn là 6 tháng á, là sẽ được 4% trên năm đó. Và khi mà gửi với lãi suất là kỳ hạn là 12 tháng á, thì chúng ta sẽ được 5,6% trên năm đó. Thì một năm 12 tháng thì mọi người cứ lấy cái mức lãi suất á, thí dụ như mình nói gửi 3 tháng là 3,4% thì mình lấy 3,4, mình chia cho 12 tháng thì mình sẽ ra lãi suất một tháng bằng bao nhiêu tiền thôi. Ở đây mình có bảng lãi suất của ngân hàng mới nhất nè, mọi người bấm tạm dừng để xem kỹ hơn nha, rồi mình sẽ tính cái lãi suất đó cho mọi người xem. Và ở đây mình có chuẩn bị cái máy tính nè mọi người, thì bây giờ mình sẽ bấm cho mọi người xem. Thì đối với lãi suất mà khi chúng ta gửi một tháng là được 3,1% và trên năm thì mình chia cho 12 nha mọi người, chia 12 đó. Thì mọi người xem á, thì cái tiền lãi của chúng ta thì một tháng chỉ được 258.000 thôi mọi người đó, 258 ha. Rồi, bây giờ thì nếu mình gửi 3 tháng thì lãi suất như thế nào? Hồi nãy là 3,4% trên năm thì mình chia cho 12, lấy 3,4 chia 12. Đó mọi người xem. Thì cái lãi suất nó chỉ được là 283.300. Đó. Và khi chúng ta gửi 6 tháng thì được 4% nha mọi người. Đó, 4 chia 12. Nếu mà 100 triệu mà gửi 6 tháng thì chúng ta chỉ được có là 333.000 thôi. Và khi mà cái lãi mà cao nhất á, thì chúng ta phải gửi từ 1 năm trở lên đó mọi người, gửi 12 tháng thì lúc đó thì chúng ta sẽ được là 5,6%, 5,6 chia cho 12. Đây mọi người xem. Thì mỗi 1 tháng như vậy á, thì chúng ta sẽ được 466.600. Đó mọi người xem ha. 100 triệu gửi ngân hàng với kỳ hạn 1 năm thì chúng ta sẽ được 466.000. Đó, lãi suất này nó rất là rẻ. Bởi vậy mọi người nên cân nhắc nha. Rồi.
Và nhân đây thì mình cũng có một cái lời khuyên cho mọi người, nếu mà chúng ta có một cái số vốn như vậy á, thì nếu mà bà con không biết làm gì á thì đối đế lắm hả gửi ngân hàng. Còn nếu mà mình muốn cho cái tiền của mình á mà đẻ ra tiền nữa thì bà có rất nhiều là phương pháp nha mọi người. Thì chúng ta có thể nuôi bò đó, nuôi bò là hiện tại mình thấy con bò là cái con vật mà có thể là nuôi mà an toàn nhất, nó không có lỗ, ít lỗ, rất ít lỗ luôn mọi người, không lỗ và cái lợi nhuận nó cũng khá cao, mình lấy công làm lời. Và đặc biệt thì mình ở vùng quê thì chủ yếu là làm ruộng và chăn nuôi, và làm ruộng thì mình tận dụng những cái phế phẩm, những cái mà rơm đó mọi người, thì đó mình sử dụng để mình cho bò ăn. Như vậy thì nó sẽ đỡ tốn kém chi phí một phần. Rồi mình xin kết thúc video tại đây. Chào mọi người nha. Chúc mọi người nhiều sức khỏe.